Tại Ninh Bình, Cục Công nghiệp địa phương Bộ Công Thương đã tổ chức hội nghị kết nối cung cầu khu vực phía Bắc nhằm kết nối các nhà sản xuất trong nước với các hệ thống phân phối để tiêu thụ sản phẩm tại thị trường nội địa và hướng tới xuất khẩu. Tại đây đã có 13 cặp hợp đồng giữa các doanh nghiệp và nhà sản xuất được ký kết. Thông qua hội nghị này, các cơ quan chức năng đã đánh giá được thực trạng và đề xuất các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm hàng hóa của các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn trong các kênh phân phối hàng hóa nội địa truyền thống và hiện đại. Đồng thời, tạo cơ hội để các đơn vị đề xuất nhu cầu cung ứng và tiêu thụ hàng hóa công nghiệp nông thôn, giao lưu kết nối cung cầu giữa các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn với các kênh phân phối, tạo sự gần gũi gắn kết giữa các cơ quan quản lý nhà nước với địa phương và doanh nghiệp. Tuy nhiên, bên cạnh những thành công mang lại, việc kết nối cung cầu còn gặp nhiều khó khăn và vướng mắc. Chính vì vậy, tại hội nghị, Cục Công nghiệp địa phương đề xuất trong những tháng cuối năm 2016, việc liên kết hợp tác giữa các sở công thương sẽ tiếp tục được thực hiện để phát triển công nghiệp thương mại trên cơ sở đẩy mạnh việc thực hiện công tác khuyến công, xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu hàng hóa giữa nhà cung ứng với các kênh phân phối.